Chỉ còn một tháng nữa, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 9 năm 2023 sẽ chính thức diễn ra. Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội thể thao lớn của lứa tuổi học đường, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai, đương kim nhất toàn đoàn khối Trung học Phổ thông đang tích cực luyện tập. 15 giờ chiều, các thành viên đội tuyển bóng rổ Trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai đã có mặt đông đủ để tập luyện, trau dồi kỹ năng chiến thuật. Không khí tập luyện nghiêm túc hăng say, từng thành viên đều thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại kỳ hội khỏe lần thứ 8. Bọn em đã gấp rút chuẩn bị cho đội, không phải là từ bây giờ mà là từ hè. Bọn em đã có sự tham gia vào các giải đấu và có sự tập luyện chăm chỉ. Và bọn em nghĩ là một tháng nữa sẽ là lúc mà bọn em hái quả, thể hiện ra cái niềm đam mê của mình trong suốt những ngày tháng mà theo đuổi bộ môn này. Dù thời gian hạn hẹp, điều kiện sân bãi còn có những khó khăn, nhưng thầy và trò nhà trường nỗ lực vượt khó, cố gắng duy trì tập luyện vào tất cả các buổi chiều trong tuần. Tham gia hội khỏe Phù Đổng thì bọn em tham gia với một tinh thần thoải mái, tích cực và sẽ cố gắng thật tốt để mang nhiều thành tích về cho trường. Trong thời gian chuẩn bị thì bọn em cũng đã tập luyện rất cố gắng và hăng say. Thầy cô giáo bộ môn là đã chỉ bảo những cái kỹ thuật và những động tác tốt nhất để bọn em có thể tham gia thi đấu và có kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống ạ. Năm nay, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai có 200 vận động viên thi đấu đủ 13 môn thể thao của hội khỏe. Nhà trường phân công các giáo viên trong tổ giáo dục thể chất xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập đảm bảo chất lượng nhưng không ảnh hưởng tới việc học chính khóa của học sinh. Thứ nhất là được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường và sự quan tâm của các thầy cô giáo cũng như các bậc phụ huynh, tạo điều kiện về thời gian cũng như là về cơ sở vật chất để làm sao cho đội tuyển có một cái điều kiện tốt nhất để thi đấu. Tham gia trên tinh thần rèn luyện sức khỏe, giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Xong, học sinh trường chuyên cũng đương thể hiện sự quyết tâm và cố gắng là đạt được cái thành tích cao nhất có thể. Cũng như Trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai, các trường học trong tỉnh đều có sự chủ động, tạo nguồn lực ngay từ sớm để thuận tiện rèn luyện, cải thiện thêm kỹ chiến thuật, thể lực lẫn tâm lý. Với sự chuẩn bị tích cực chu đáo, các đoàn vận động viên sẽ mang tới ngày hội thể thao học đường một tinh thần thi đấu trung thực, nhiệt tình, thân thiện, góp phần để hội khỏe thành công tốt đẹp. 1, 2, 3.